Chào các bạn nha. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim airdrop nhận được 90 RAM token OTIS. Thì một số thông tin về RAM token này, số tổng cung phát hành là 300 triệu và đã có 983 tài khoản holder đã phát sinh 2.313 lượt giao dịch. Rồi, như thường lệ các bạn chờ đầu tiên các bạn truy cập vào link website claim airdrop.net. Lên cho tập website được mình để phần dưới mô tả của video nha. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm cho hai bước sẽ hướng dẫn trên website cho mình, bước 1 quay các trang khách. Các bạn có thể sử dụng nút copy quay tác nhanh ở đây và quay phần ví MetaMask hoặc ví Toilet của các bạn thêm đầy đủ token vào ví cho mình. Cách tiếp theo nhé, thêm token. Sau khi đã thêm được đầy đủ token vào ví, các bạn quay trở lại website claim.net. Nhấp vào bước 2 giúp mình nhé. Cái link rất gọn đây, truy cập vào link website chính là token. Rồi, ở đây các bạn có thể bỏ số vốn min thấp nhất là 0,01 BNB ra mua để cầm cố nhiều lần tài khoản này với sau nhé. Còn nếu các bạn cả lan thì các bạn nhấp vào phần này cho mình, cả lan là drop ra để có cái đôi ví thì các bạn mất tiếp theo cái đôi đi ra là 0,00467 BNB nhập xác lại cho mình nhé. Rồi, giao dịch đang được xử lý. Các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website của Lama để các chấm nét nha, để cập nhật các dự án những tính tài phần thẻ tốc cần mới nhất và sự nghiệp cập nhật trong góc hàng ngày. Còn nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch các sàn London, Zalando, MXC, OKX Hold và nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Rồi, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách là Lama để được 90 đồng tốc đầu tiết. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nha. Rồi, video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.